Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về virus HPV và những bệnh do virus HPV gây ra ở phụ nữ và triệu chứng của nó. Ở các video trước thì các bạn đã thấy rằng là virus HPV hay còn gọi là virus human papilloma virus là một loại virus gây ra u nhú ở con người, và trong hơn 150 loại virus HPV khác nhau thì có đến 40 loại là gây ra các bệnh về đường sinh dục ở cả nam và nữ. Virus HPV thì được lây truyền qua đường máu, lây qua tiếp xúc, dùng chung đồ dùng cá nhân và phổ biến nhất vẫn là đường quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì nhiễm trùng HPV vẫn có thể xảy ra đối với những người chưa bao giờ quan hệ. Và theo thống kê thì có đến 20% phụ nữ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời ở một thời điểm nhất định. Và đa số họ thì đều có thể tự đào thải do cái cơ chế tự miễn dịch của cơ thể. Và nếu không khỏi thì virus HPV có thể gây ra mụn cơ, mụn cóc sinh dục hay còn gọi là bệnh xùi màu gà. Các trường hợp nhiễm HPV ở phụ nữ thì có thể xảy ra, có thể có những cái biểu hiện bệnh khác nhau tùy theo chủng mà mỗi người mắc phải, thuộc nhóm nguy cơ cao, nguy cơ rất cao hay là nguy cơ thấp. Và hầu hết các bệnh lý được liệt kê dưới đây là các bệnh gây ra do các chủng HPV thuộc nhóm có nguy cơ cao. Đầu tiên là bệnh mụn cóc sinh dục. Thì bệnh nhân bị mụn cóc sinh dục thì có những cái nốt màu hồng nhạt, màu nâu, có dịch ở bên trong và mọc ở âm đạo và tử cung, môi lớn, môi bé của cơ quan sinh dục. Và khi quan hệ và có những cái tác động cọ sát thì nốt mụn này có thể vỡ ra gây đau rát. Và dịch từ trong mụn chảy ra thì gây ra nhiễm trùng. Bệnh nhân thường có cái biểu hiện là mệt mỏi, chán ăn. Mụn cóc có thể mọc ở nhiều vị trí khác nhau như là hậu môn, da, miệng, lưỡi. Thứ hai là ung thư âm hộ. Ung thư âm hộ thì do virus HPV có xu hướng xảy ra ở phụ nữ trẻ, đặc biệt là những phụ nữ mà hay có thói quen hút thuốc. Biểu hiện của bệnh là âm hộ sẽ bị căng tức, da âm hộ thay đổi màu sắc, da âm hộ xuất hiện những cái khối u, mụn cóc và các vết loét. Người bị bệnh gặp phải cái tình trạng ngứa âm hộ kéo dài và xuất huyết âm đạo bất thường. Thứ ba là ung thư hậu môn. Thì ngoài việc nhiễm HPV, nguy cơ mắc những cái ung thư hậu môn cũng tăng lên khi mà người bệnh có thói quen hút thuốc và có quan hệ bằng đường hậu môn. Triệu chứng của bệnh là ở gần hậu môn thì xuất hiện những cái khối u gây ngứa, hậu môn thì có chảy dịch và thói quen đại tiện của cái người bệnh ấy thì có sự thay đổi. Đại tiện phân lỏng và bị chảy máu trực tràng. Thứ tư là ung thư vòm họng. Ung thư vòm họng thì có khoảng 25% các trường hợp ung thư khoang miệng, họng có liên quan đến việc nhiễm HPV. Và dấu hiệu khi mà mắc ung thư khoang miệng, họng ở trên lưỡi hoặc là họng, niêm mạc miệng xuất hiện các mảng đỏ hoặc là mảng trắng. Miệng thì sưng và xuất hiện các vết loét, và cái vết này thì nó không liền lại sau 3 tuần. Ở họng thì có cảm giác như là có vật cản rất là vướng và bị đau khi mà nuốt. Và cuối cùng là ung thư cổ tử cung. Đại đa số các trường hợp ung thư cổ tử cung thì có liên quan đến HPV. Các nguyên nhân khác thì rất là hiếm và hầu như không có. Có hai dạng ung thư cổ tử cung. Dạng thứ nhất là tác động lên bề mặt da cổ tử cung, hay còn gọi là ung thư tế bào biểu mô vảy. Dạng thứ hai là tác động lên tuyến yên bên trong tử cung, hay còn gọi là ung thư tuyến. Thì khi bệnh đã tiến triển lên giai đoạn ung thư thì bệnh nhân có những cái thay đổi thói quen đi tiểu này, bị đau vùng trậu, hay sưng, chân thì sưng đau, dịch tiết âm đạo khác thường và máu âm đạo thì chảy ra bất thường. Ở trên đây là những cái bệnh mà liên quan đến HPV, virus HPV. Thì nếu mà các bạn có thấy những cái dấu hiệu bất thường, các bạn cần sự tư vấn thì các bạn vui lòng liên hệ bên mình. Số điện thoại đường dây nóng 0981 918 651 hoặc 0839 33 6658. Các bạn cũng có thể inbox vào hai Zalo trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe.